Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà, bác, anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà Lâm ơi, trả lời khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những nơi u ám ma mị, có những vong linh, cổ quy dự, đang tu luyện đà thực đà đạo mà có những vong linh, chết hiện, chết quan, chết tức, chết đất gì đó chưa được siêu thoát. Và những có kinh quỷ đang ẩn náu những nơi nghĩa địa như thế này, những nơi u ám không có người. Và có những cái dông mà cái chết rất là lâu lắm rồi mà không được siêu thoát, cần ngay đó giúp đỡ nhưng mà mình thấy đó không có người giúp. Thì mục đích của Lâm do thầy Lâm ở trên mang xuống để mà giúp đỡ dông linh, thì nhóm Lâm hôm nay tiếp tục lại ba thành viên đệ tử Thanh Liêm, ô Thanh Liêm với đệ tử Nguyễn Minh Thành. Thì hai đệ tử này đi chung với Lâm ngày hôm nay trong nhóm sẽ chia nhau tìm kiếm cái khu nghĩa địa này, tại thuộc nghĩa đây là chi chung không mà ha, để coi có những cái dòng gì nơi đây để mà tìm kiếm mình giúp đỡ họ nha. Rồi video thế nào mời bạn theo dõi nha. Vậy thôi, này có cái mình những cái mộ cổ này, tức là xưa xa xưa người ta chỉ xây sơ sơ rồi lắp đá lên, trộn miếng xi măng lên là xong nha ngoài bác ha. Và ở bên đây thì có những cái thấy này, Lâm đi qua đây cho các bạn xem. Qua đây ông bà cho bạn sẽ biết thôi. Nhìn nhau bạn thấy không? Thời đại bây giờ thì phát triển rồi, mà không biết lý do gì đó mà những cái mộ như thế này nè, nhìn ông bà thấy không? Những cái mộ như vậy nè, thì không được xây đá, vẫn còn để mấy cục gạch vậy nè, cũng đá nữa nhưng mà không phải xây nè. Ta đá hoa cương, còn này đá mã một đá thiên nhiên như cái mộ vậy. Rất quạnh. Xin chào, có dông nào đang nương trú cũng như là ở nơi đây mà chưa được siêu thoát còn đi, mình lên hãy hiển thiên hình ra để tôi giúp đỡ cho. Không dám đây đâu, về ngôi chùa tôi lên tôi hiền sớm kiếm thành người với anh chị nào à, kiếm với dứt khoát không dám lên đây. Tại ở đây ban đêm xuống là hầu như là màn đêm xuống không có bóng người, không có nghe nhà thì không có điều kiện hay sao này. Ông bà lu là người qua hay sao mà màu đá như vậy. Đây này không có tên gì cũng được, bên này chỉ có ngày thì dùng đất An Giang, dùng đất quyền bí mà dữ lắm. Trời rất là nắng nha mọi người. Lý nè, rồi có Lý nè. Lý này giống như họ Lý Tư Long. Khắc cái gì không thấy gì luôn. Có những cái quỷ hiện tà thực tà đạo. Cẩn thận ông Thành ơi, có gì kêu nha. Có giúp đỡ. Đây có lối đi làm xe ra ngoài này. Có lắm nè, quý vị đang trú ngụ ở ngoài này. Lẻo lắm. Cứ nghĩ là ngoài đó có. Có nhiều cái ở đây, nhiều cái ẩn náu đồ đây không thấy được người sống rồi. Đây có lối về chết đi, mình sẽ đi lên đây trước nha. Bộ máy còn hoạt động đó, bỏ mình đi rồi người chết rồi, cái dòng kia không còn, bởi vì nó lạnh lẽo lắm. Lại đi mà Thành ơi, vô đây nè. Thành mới thấy đâu bên đây nữa. Mình đi liền. Liền mà khai nhãn cho rồi đi quá trời đi luôn. Không biết có thấy không mà đi qua trời đi.
trên này. Ông bà còn duyên phép chia sẻ video chứ không ý phá đâu ạ. Thì những dông ma dông quỷ họ không có ở sẽ ra mà này gần người mình đâu. Đấy. Có mấy cái dòng Minh Thành ở trước nha. Thôi mình theo với Minh Thành giống liền mà. Trời này nắng lắm rồi mà. Nó cháy già luôn. Vậy là hơi mát chút xíu rồi. Nắng nắng nóng lắm. Hơi chấm như nó có dương điều vậy. Đều trên núi à. Thấy mấy cây này già càng của đấy. Vậy chưa? Lớn tuổi lắm à. Tử Thanh Liêm khai khẩu cho vợ đi cho mất tích luôn rồi, thì mai giấu luôn đi rồi. Liêm ơi, Thành ơi, hai khước này đi đâu rồi, hai anh đệ tử này, mặc dù đệ tử lắm, một người dây anh, một người thì lớn hơn mình, kêu bằng anh nha, hai anh đệ tử. Đi xuống đồi không?
quá cơ người quá. Quá trời những người dường điệu lớn ghê. Cái hàng khứa này đi đâu mà mình leo nó giờ mệt quá. Này rất là lớn luôn. Lớn lắm mà mọi người. Tìm giống có chưa mà hàng tính nó mất tích rồi nè. Anh ơi! Lên ơi! Thật sự là không thấy dông nào. Không thấy hàng cha nó nhỏ ra đâu luôn. Đi anh Thành ơi. Chạy gì? Làm hấu gì ghê. Rồi xuống máy đâu rồi. Mưa chắc có chỗ nước vậy đây. Không ghê luôn nè. Nói
xuống đây tôi luôn. Từ từ xuống xuống máy hai ông thần này đi đâu rồi không biết. Này đúng là rừng luôn. Ủa này rồi nhà bỏ hàng nó đi kiếm dông. Đi kiếm có nè, đi kiếm quá trời không thấy gì hết anh ta. Này là cái bữa này ăn được nhưng mà con nghèo, lá nó chua chua bánh xèo ngon lắm. Con đoạn đường dài không thấy con quỷ nào. Còn đi nữa còn đi tới đâu, cứ đi thôi. Núi gì hơi cảm quá trời, đi nãy giờ thì không thấy cái bóng ma nữa hết. Thì hết đúng luôn. Mình chắc lạc hang đệ tử mình rồi mà bác ơi. Rừng này rất còn xa để khám phá sau này. Đi trả lời đi mà bác ơi. Đi cả nửa ngày không thấy con quỷ nữa hết.
mờ luôn ha bạn. Này xuống đi kiếm rồi. Cái hàng này tử đâu rồi? Cứ làm nào mất tiêu đi ngược lại kiếm á. Xíu rồi gặp đệ tử rồi mất máy đó nha mọi người. Chị nha. Kiếm hai cái người này ở đâu vậy? Có một kẻ. Thank you.
anh ơi, bắt mày hàng phải ấm anh đi. Rồi nói sao địa chỉ làm sao qua này ở bên đây bắt mà không người ta địa chỉ phải không, lại tới họ tên ổng rồi mới mani mani ông bự ông khai nhãn này rồi, khai nhãn cho ông rồi đó. Khai nhãn rồi làm gì giờ? Khai nhãn rồi nhìn có thấy không đâu. Đâu á? Đâu được. Chỉ thấy dòng dưới thôi chứ. Chứ đâu được quyền thấy đó đâu Tàn. Vừa lạc mắt xưa lạc mắt đệ tử qua mà thiệt ôi đâu có không không thấy chân á. Ờ đi kiếm bây giờ cũng chết luôn cái gì trời, thuốc thuốc bên kia nè, thuốc đỉnh đây luôn á, tới đỉnh luôn hả, tới đỉnh luôn à. Mà còn đường nữa sợ hai gia không đi đó rồi mới quay trở lại đây, có thấy gì không vậy? Không. Ôi nay mộ người ta không dọn luôn quá trời nè. Kìa bái mộ không ai dọn nè. Bây giờ mệt quá khỏi đi tìm đi. Ngồi ngay chỗ đó thì đặt bàn cái thức cúng lại đi. Mua má nhóc mà nó mới xây bởi này. Mới xây luôn. Thì hỏi khi bá đây có hộp đặt luôn. Thôi cái gì cũng hỏi không chơi riết cho tôi dở quá. Không hỏi nữa. Đặt máy đặt cúng đi, có dông nào ra thì giúp dông đó, không có thì thôi, hỏi hoài. Đây nè, sẵn đây nè, sẵn cả nè. Đây nè, đặt ở đó đó. Máy để này về đó nè. Thì ông bà bắt đây. Cái màu này. Màu này mới chết, mới chuồng này. Hôm nãy có gì đó giữa cái gốc cây hay gốc cây nè. Ông bà mắt nhìn. Ông bà thấy không nè. Hồi trước có hai cây rất là cao. Ngoài trong đó một cây nữa, trong kia một cây nữa. Mà nhìn cái khu này là ông bà biết nhìn nè. Thấy chưa? Có cái dòng nào ở nơi đây mới chết hay là chết lâu rồi chưa được siêu thoát, hay là có cần giúp đỡ gì không, có thì xuất hiện ra tôi giúp đi chứ tôi đi kiếm dòng lâu quá rồi mới gặp được một chỗ im thế này. Nếu mà có người nào đó ở đây có cái dòng hồn hay là quỷ chết oan ức chết tức chết gì đó thì sao cũng được chứ, nhưng mà chết không được siêu thoát là tôi giúp được. Rồi, khỏe chưa? Thành khỏe chưa? Khỏe rồi, nó giờ khỏe rồi. Khỏe không? Xách đồ qua cho nó cúng. Không thử đó rồi. Thấy cho nó rụng ám lắm. Đi đi đi. Nãy gặp đốc cây đằng kia kìa. Nó tính là ấy rồi. Vì này. Ờ, để anh cho nó chạy. Rồi. Anh này gửi có 3 bao rồi. Được. Ừ. Thôi vậy đi, giái đàng hoàng nha. Giái thiệt tình nha, đừng có giái thiệt thôi nha.
Rồi hết nước rồi. Vậy nha, cúng được rồi. Còn nó uống không Liêm? Chưa bệnh nữa. Ờ, hạnh cúng rồi, ngồi chứ mày. Nó trời mệt. Cái gì đà Phật, cái gì đà Phật. Rồi con mạo phạm mượn cái chỗ rồi con ngồi nghỉ nha. Con đi giúp đỡ dung linh này chứ không đi đi phá phách gì đâu. Con mệt quá, con cho con nghỉ đi chút. Một đá ngậm đỡ chút rồi. Mấy tắt chưa? Nè. Hả? Nè, em nắng. Ủa, em phải cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Tham Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Hằng Hoàng Bổn Cảnh. Chỗ ăn chỗ ở chỗ cột đất này, đặc biệt là khu nghĩa địa, khu vực Tri Tôn này. Hôm nay con Bình Thành con có tới đây khám phá, tìm kiếm những cái dung hồn giúp dơ dưỡng cội ta bà này giúp đỡ. Thì hôm nay con tới đây con lập các bạn nghi thức cúng. Thì có quý vị dòng hồn nào cần sự giúp đỡ thì xuất hiện ra đây dùng cơm bánh đi, rồi ban thầy trò tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị được siêu thoát thoát kiếp dòng hồn nha. Thôi thì mình thành là tôi ra quán bà của bác các bạn để cho cái dòng có xuất hiện ra dòng không nha.
Quý ông bà cô bác và các bạn ơi, thì Minh Thành nó về ra ngoài rồi, bây giờ mình vô trở lại, mình sẽ kết thúc video. Thì để về ông thầy ông coi cái cam lại, có cái dòng nào xuất hiện ra dùng thì ông thầy sẽ giúp đỡ sau. Thì cái đoạn video của Minh Thành với ông thầy với ông anh Liêm đi khám phá cái khu nghĩa địa ở Phi Tôn này tới đây xin kết thúc. Minh Thành xin kính chào tất cả mọi người, quý bà con cô bác và các bạn. Hẹn gặp lại quý bà cô bác và các bạn đoạn video clip sau. Mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi khám phá những cái nơi có những cái vong hồn cần giúp đỡ. Thôi, mình xin kính chào tất cả mọi người, quý bà cô bác và các bạn.